Thưa bà con và các bạn, một trong những giống rau được người tiêu dùng ưa thích hiện nay đó là cải cầu vồng. Vậy đây là giống cải như thế nào? Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Cải Swiss Chard hay còn gọi là cải cầu vồng, cải Thụy Sĩ, có nguồn gốc từ các nước phương Tây. Cải có lá màu xanh tươi, thân cải với nhiều màu sắc rực rỡ đã gây chú ý mạnh mẽ đối với những ai một lần nhìn thấy chúng. Được đánh giá là một trong những loại họ rau cải đẹp và giàu giá trị dinh dưỡng, cải cầu vồng đang được một số nông dân Đà Lạt trồng thử nghiệm. Trong cải cầu vồng có rất nhiều loại dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Mỗi loại màu sắc của thân cây rau cải lại mang đến một loại vitamin và khoáng chất khác nhau. Do đó, cải cầu vồng được ví von như một loại thực phẩm siêu dinh dưỡng. Đặc biệt, trong cải cầu vồng có chứa hai hoạt chất là axit sirungic và caemferol giúp ổn định đường huyết, làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường và cả bệnh ung thư. Do có nguồn gốc từ các nước ôn đới, nên nhiệt độ thích hợp để trồng cải cầu vồng từ 20 đến 32 độ. Thời tiết quá lạnh cũng như quá nóng đều có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Cây nên được trồng vào cuối mùa thu là thuận lợi nhất. Cải cầu vồng cực dễ trồng. Đặc biệt, đây là một trong số không nhiều giống rau xanh có thể chịu được môi trường thời tiết lạnh hay nóng, miễn được tưới nước đầy đủ. Các loại đất chua không thích hợp để trồng cải cầu vồng. Đất chua sẽ làm cho cây còi cọc và chậm lớn. Vì vậy, trước khi trồng, bạn nên xử lý khử chua cho đất bằng cách rắc vôi bột và phơi đất. Đất trồng thoát nước tốt, có khả năng giữ độ ẩm cao, sẽ là loại đất lý tưởng để cây phát triển. Cũng giống như các loại rau khác, cải cầu vồng rất ưa độ ẩm, chúng cần phải được cung cấp nước thường xuyên để phát triển, nhất là những tháng mùa hè. Chỉ khoảng 65 ngày kể từ ngày gieo hạt giống là có thể thu hoạch những cây cải cầu vồng đầu tiên. Cải trưởng thành có thể cao tới 50cm, tán lá to rộng, thân mập và to. Một số lưu ý khi phòng trừ bệnh cho cây. Cải cầu vồng khá dễ trồng và hầu như không gặp nhiều vấn đề về sâu bệnh hại. Tuy nhiên, cải có thể bị tấn công bởi một số bệnh hại và côn trùng tấn công lá. Bệnh đốm lá là loại bệnh thường xảy ra đối với các loại cây họ cải. Biểu hiện của bệnh là trên lá có những vết đốm màu nâu hoặc đen nhỏ lan ra mặt lá. Bệnh thường diễn biến khi thời tiết ấm áp và mưa nhiều. Biện pháp ở đây là bạn phải giữ cây trồng của bạn thông thoáng và kịp thời phát hiện những lá có dấu hiệu bị bệnh. Một số loại côn trùng hại cải cầu vồng như rệp, bọ hay điển hình là những con ốc sên chuyên ăn lá trên lá cây. Chúng phát triển và bò lên thân cây, ăn lá và thân. Chúng thường hoạt động vào ban đêm, do đó cần tìm và loại bỏ những con ốc sên này càng sớm càng tốt trước khi chúng phá hoại cả vườn cải của bạn. Ở Hàn Quốc, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều các thí nghiệm về đèn LED sử dụng trên cây hoa cúc. Trên cơ sở các kết quả thí nghiệm đó, sản phẩm đèn LED của chúng tôi luôn được cải tiến để cho hiệu quả ngày càng cao hơn. Hiện nay